em ở Thái Nguyên và học trường trung học phổ thông Bắc Sơn ạ. Không biết là hôm nay để ra Hà Nội Nam thì em quan tâm ngành học nào rồi? Dạ, vừa rồi thì em có quan tâm đến ngành học marketing ạ. Sau khi được thầy cô tư vấn thì em thấy ngành marketing sau khi được thầy cô tư vấn thì em thấy là em quan tâm đặc biệt đến học bổng của trường ạ. Em thấy rất đặc biệt với bản thân em và cũng hiểu biết thêm nhiều về ngành marketing ạ. Em thấy thầy cô tư vấn rất là nhiệt tình ạ, rất là dễ hiểu và lắng nghe. Sau khi nghe thầy cô tư vấn thì em thấy là bản thân cũng có thể suy nghĩ là xem xét về nguyện vọng học marketing ở trường Đại học Đại Nam ạ. Không biết là ước mơ của em là gì nhỉ? Thế chỉ là ước mơ của em muốn làm về truyền thông ạ. Với cái ước mơ của mình thì em đang quan tâm những ngành học nào? Em đang quan tâm một số ngành ở trong trường như là truyền thông đa phương tiện ạ, hay là như quan hệ công chúng, một số ngành đấy ạ. Vậy không biết là trước khi đến với Đại Nam đã tìm hiểu về các ngành học này chưa? Em có xem qua một số ngành ở trong Đại Nam. Vậy không biết là điều gì của các ngành học này khiến em cảm thấy rất là ấn tượng? Em thấy những ngành truyền thông trong Đại Nam thì rất là đa dạng, mình được vừa học vừa thực hành luôn, cũng được giao tiếp rất là nhiều. Nên là em thấy ấn tượng ạ. Em có nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn Đại Nam là nguyện vọng một không? Em nghĩ là bởi vì em cũng đang quan tâm ngành truyền thông ở bên này. Thì khi mà được nghe tư vấn, thầy cô tư vấn thì em đánh giá thế nào về việc thầy cô của Đại Nam nhỉ? Em thấy thầy cô ở Đại Nam rất là quan tâm học sinh, cũng như là giảng dạy rất là kỹ cho mình, cũng như là để hướng dẫn mình thực hành để biết được về ngành ạ. Sau khi tìm hiểu về Đại Nam thì không biết là điều gì ở Đại Nam khiến em ấn tượng? Thì em đang cân nhắc khá nhiều trường và em khá là ấn tượng với Đại học Đại Nam, tại vì là em thấy cái khả năng tương lai của em rất là được rộng mở. Sau khi nghiên cứu thì em thấy Đại Nam còn có những chương trình học bổng rất là ưu đãi học sinh và có những cái chương trình trao đổi học sinh giữa Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thì em thấy là Đại Nam chính là một môi trường tốt để em thử thách bản thân trong tương lai ạ. Đại học Đại Nam, giáo dục là thắp sáng.